Xin chào các anh chị em khách hàng đến với kho hàng gia dụng nhập khẩu. Hôm nay em về một số cái bức tranh Nhật nha. Em quay chi tiết và đo kích thước cho các anh chị xem ha. Hàng này chính xác là hàng Nhật về. Hàng này là không phải hàng mới đâu nha các anh chị, nhưng mà nó đẹp lắm. Mỗi bức tranh nó đều có một cái vẻ đẹp khác nhau. Anh chị em nào mới xem kênh của em, vui lòng cho em xin một like nha, một nút qua đăng ký kênh hoặc là bấm chuông để khi mà em có những cái video mới á, bên em sẽ báo với các anh chị và mình sẽ không có bỏ lỡ những cái video bên em ha. Bây giờ em sẽ quay chi tiết từng bức tranh cho các anh chị xem nha. Tranh đầu tiên đây các anh chị. Đây bức tranh đầu tiên nó rất là tươi ha. Đây là tranh của Nhật nha. Thì cái khung nó được làm bằng gỗ các anh chị. Khung này là khung gỗ nha. Khung gỗ. Tranh này ở đằng trước là mặt kính ha. Có, nói chung là cái này nó hoàn, em nhìn nó mới và nó đẹp tầm 90% luôn các anh chị. Tranh này là tranh sơn dầu nha. Đây là cái cảnh ở đâu thì em không biết, nhìn vô thì mình không biết tác giả muốn nói về cảnh ở đâu ha. Em sẽ đo kích thước cho các anh chị xem nha. Đây. Chiều dài của tranh là 67 cm các anh chị à, 67 cm. Chiều rộng là 60 cm nha các anh chị. 60 nha. Dạ. Rồi, em nói lại là cái tranh này là tranh được làm tranh gỗ nha. Cái khung tranh là bằng gỗ ha, tranh sơn dầu. Thì bức như thế này em đang bán là giá 1,7 triệu ha. Anh chị em nào lấy vui lòng nhắn tin giùm em nha. Tiếp theo bức tranh thứ hai cũng là một bức tranh sơn dầu luôn nha các anh chị. Thì khung tranh này là làm bằng nhựa ha. Thì cái khung tranh này á, nó có bị trầy, bị tróc sơn ở những cái chỗ như thế này nè. Các anh chị mua về thì có thể là làm lại cái khung mới cho nó đẹp ha. Cái này mà để trong phòng nè, phòng khách nè, phòng ngủ rồi rất là đẹp luôn nha. Cái bức tranh này nói về cảnh miền quê ha, có nhà lá nè, rồi có cỏ, có cây nữa. Ở đây có tên của tác giả nha các anh chị, nhưng mà em không biết tiếng Nhật thì em không biết tên của tác giả này. Rồi bây giờ em sẽ đo chiều dài chiều rộng của bức tranh cho mình xem nha. Đây, dài bức tranh là từ đây qua đây là 67 cm các chị, 68 ha, 67 68 luôn ha. Còn chiều rộng lên đây là 60 cm các chị, 60 nha. Bức tranh này là em đang bán với giá 1,7 triệu, anh chị em nào mua thì vui lòng nhắn tin giùm em nha, tranh sơn dầu ha. Tiếp theo bức tranh số 3 đây các anh chị. Thì bức tranh này nó lạ hơn cái bức tranh khác là các anh chị nhìn nè, nhìn cái khung tranh nè. Nó rất là đẹp luôn nha, nó được làm tỉ mỉ chứ không phải mà làm đơn sơ đâu. Nó được khắc á, nhìn nó đẹp ha. Thì cái này á là một bức tranh, hồi nãy bức tranh kia là sơn dầu, còn này em nhìn kỹ vô nè, zoom lại giùm chị cái, nhìn kỹ vô thì cái bức tranh này nó được làm từ những sợi vải á các anh chị, sợi chỉ sợi vải mình may đồ á đó, nó rất là đẹp luôn, nó làm lên tổng thể của một bức tranh về núi ha, rất là đẹp. Thì bức tranh này em cũng đang bán với giá 1,7 triệu nha, bán đồng giá luôn nha. Sáng nay em về một cái lô này rất là đẹp, bức tranh này là bức tranh số 3 ha. Anh chị nào mua cái bức tranh nào á thì vui lòng nhắn số giùm em hoặc là chụp hình gửi Zalo giùm em nha, gửi qua Zalo để em soạn cho đúng hàng ha, rồi em gửi ra cho mình. Em sẽ đo kích thước của bức tranh cho các anh chị xem nha. Dài bức tranh là 67, 68 luôn á, 68 cm nha. Rồi, chiều ngang lên đây là 56 cm ạ, 56 cm. Rồi, bức tranh này với giá 1,7 triệu, anh chị em nào mua thì vui lòng nhắn tin giùm em ha. Dạ, bức tranh tiếp theo là bức tranh sơn dầu đó các anh chị. Đây là bức tranh sơn dầu và một bình hoa ha, nhưng mà mình nhìn rất là có duyên. Rõ ràng là mình không có mắt nghệ thuật đâu, nhưng mà mình nhìn mình vẫn thấy nó rất là có duyên ha. Bức tranh này thì cái khung nó được làm bằng gỗ các anh chị. Gỗ nè, ở trong nó rất là đẹp luôn. Sơn dầu rất là đẹp luôn, nó được làm bằng gỗ nè. Đó các anh chị xem nè ha, bên ngoài kiến bức tranh này là tổng thể là nhìn đẹp ha. Về là mình có thể treo lên liền được luôn á. Em sẽ đo kích thước của bức tranh này cho các anh chị xem. Chiều rộng của bức tranh là 46 cm. Còn ở dưới này lên chiều dài là 56 cm. Bức tranh này là bức tranh thứ tư. Bức tranh thứ tư thì em xin bán bức tranh này với giá 1,6 triệu nha. Anh chị em nào mua vui lòng chụp hình
nhắn Zalo giùm em hoặc là đọc cái mã giùm em ha, rồi em sẽ ship tới cho mình. Thì nhận hàng, kiểm tra hàng, rồi thanh toán tiền hàng và tiền ship giùm em tùy theo nơi các anh chị ở, thì bên giao hàng họ sẽ có cái phí ship khác nhau nha các anh chị. Bức tranh này tổng thể rất là đẹp ha. Bức tranh Nhật tiếp theo em xin giới thiệu đến các anh chị, đó là một bức tranh này ha. Bức tranh này thì nhìn vô nó hay lắm, là cái khung tranh nó bằng nhựa các anh chị, bằng nhựa thì nó hơi bị cũ một xíu nha, về mình chà ra. Còn ở trong này á, nó được làm, em nhìn nè, những cái bông hoa này thì nó làm bằng hoa giả đó các anh chị, hoa giả ha. Còn lá là lá thật nè, rồi những cái này là hoa khô đó các anh chị. Cái này giống như cái hoa bất tử của mình á, mình gọi cái hoa bất tử mà ở trên Đà Lạt có đó, rất là đẹp ha. Thì cái bức tranh này nhìn tổng thể vô nó có duyên lắm, nó giống như kiểu 3D vậy đó các anh chị. Thì bức tranh này em đang bán với giá 1,6 triệu nha, em đo kích thước cho mình xem nha. Chiều dài bức tranh là 57. Còn ngang bức tranh là 50 các anh chị. Ngang là 50, dài 57. Rất là hợp để treo trong phòng ha, phòng khách nữa, nhìn nó có duyên lắm. Cái hoa này nó được làm nổi lên các anh chị, nổi lên ha. Thì bức tranh như thế này em đang bán với giá 1,6 triệu. Anh chị em nào lấy vui lòng nhắn tin giùm em mã tranh số 5. Mã tranh số 5 ha. Hoặc là quên không nhớ mã số thì cứ chụp hình giùm em đi, chụp hình lại rồi gửi Zalo giùm em sẽ soạn cho đúng hàng ha. Mỗi bức tranh có một loại thôi nha các anh chị, không có số lượng nhiều đâu ha. Anh chị em nào lấy thì vui lòng nhắn tin giùm em. Bức tranh số 6 em xin giới thiệu các anh chị, đây là một bức tranh cũng về hoa luôn. Khung nó là khung gỗ này các anh chị, cái này là gỗ, khung gỗ màu trắng nhưng mà nó cũ nên nó hơi ngã vàng dọc theo này ha. Thì em sẽ đo kích thước cho các anh chị xem. Đây là bức tranh nó hơi hình vuông một xí. Đây là 40, kích thước của cạnh này là 40, cạnh này thì nó lên 43 các anh chị, 43 ha. Nó gần như là vuông với nhau. Cái khung tranh thì bằng gỗ. Dạ. Trong cái tranh này á thì nó có hai cái hoa hồng này. Hoa hồng này là hoa hồng giả nha các anh chị. Hoa này bằng vải á. Còn những cái hoa xung quanh nè, hoặc là cái lông cong mà nó trang trí thêm á thì cái này là thiệt ha. Bông những cái hoa nhỏ này là hoa khô đó các anh chị, hoa khô, lá khô nè. Nhìn vô nó có duyên lắm, nhìn tổng thể cái bức tranh này nó rất là hay ha, nhìn rất là đẹp. Thì bức tranh này em đang bán giá 1,6 triệu. Bức tranh số 6, anh chị em nào lấy thì vui lòng nhắn tin giùm em nha, nhắn tin hoặc chụp hình giùm em gửi Zalo giùm em ha. Em chốt đơn và em ship hàng.